Ứng cử viên quán quân bỏ thi Hoa hậu Hồng Kông 2023. Ly Hạ Di Văn là thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2023. Tuy nhiên, cô đã tuyên bố rời khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân. Ngày 11 tháng 7, Sohu đưa tin, thí sinh Ly Hạ Di Văn tuyên bố sẽ dừng hành trình chinh phục ngôi vị Hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2023. Dù trước đó người đẹp 23 tuổi được đánh giá cao, Hạ Di Văn chia sẻ cô cảm thấy bản thân không phù hợp với giới giải trí, không thoải mái trước ống kính truyền thông. Trong khi đó, các thí sinh vượt qua vòng phỏng vấn thứ hai đều phải ký bản hợp đồng kéo dài vài năm với ban tổ chức là đài truyền hình TVB. Vì thế, nhiều cô gái phải hoãn lại sự nghiệp riêng, chờ nhà đài sắp xếp công việc. Đây cũng là lý do khiến nhiều người đẹp từ bỏ cuộc thi từ sớm. Thí sinh Tôn Y chia sẻ sau khi ký hợp đồng họ không được tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào bên ngoài. Người không vào chung kết cũng bị hạn chế xuất hiện trong showbiz nửa năm. Hợp đồng của TVB trói chân chặt quá. Điều này không phù hợp với kế hoạch phát triển của tôi, Tôn Y chia sẻ. Bên cạnh đó, còn có nhiều người cảm thấy sự nghiệp trong giới giải trí vẫn còn mù mờ, bấp bênh, họ không sẵn lòng từ bỏ công việc có mức lương cao hiện tại. Hạ Di Văn cho biết trong quãng thời gian gần 2 tháng tham gia cuộc thi, cô được các nhân viên quan tâm chăm sóc và kết bạn với nhiều cô gái cùng độ tuổi. Quyết định dừng cuộc thi của Hạ Di Văn gây tiếc nuối vì cô có ngoại hình nổi bật, chiều cao 1,73m, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Người đẹp 23 tuổi được so sánh với nữ diễn viên Vương Tổ Hiền với vẻ đẹp phóng khoáng, mạnh mẽ. Các giám khảo như Tổng Giám đốc TVB Tăng Chí Vĩ, Giám đốc Nhân sự cấp cao Lạc Di Linh đều từng dành lời khen ngợi sắc vóc của Hạ Di Văn. Ngoài ra, theo HK01, 17 thí sinh còn lại của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2023 sẽ tới Việt Nam, ghi hình ngoại cảnh và tổ chức một đêm đặc biệt vào ngày 13 tháng 7. Sự kiện còn có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng TVB là Hồ Định Hân và Đàm Ngạn Tuấn. Đêm chung kết của cuộc thi dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 8.